chuyện bữa đâu. Dạ con hứa tới được là tới à? Thì tới không? Không chắc. Mà thầy có dám thông báo Phước Hòa tới không? Không. Tại vì Phước Hòa đâu có hứa đâu. Mà không hứa thì không để lòng, mà không để lòng là không thực hiện. Ngược lại Phước Hòa nói dạ con sẽ tới là Phước Hòa hứa, là Phước Hòa sẽ cố gắng thu xếp thời gian. Vì Phước Hòa hứa cho nên thầy mạnh dạn thông báo. Vì thầy mạnh dạn thông báo chắc chắn trên giấy tờ cho nên quý vị mạnh dạn lấy xe đi. Chứ đây thầy nói tới đi tôi cũng không chắc nữa. Thôi thầy ơi, con còn phải chuyện của con nữa. Thấy không? Thành thử một lời không hứa thì đừng trễ rất nhiều thứ. Còn khi chúng ta phát nguyện, chúng ta tu rồi đó, lập chí vững chắc như kim cương, chúng ta phát nguyện tiến tu thì không bao giờ có sự lui sụp. Cho nên tu là phải phát nguyện, làm việc gì phải phát nguyện. Hai vợ chồng cưới nhau phải có phát nguyện: anh xin cưới em làm vợ, ai anh xin cưới